Vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023-2024 đã khép lại với nhiều diễn biến và kết quả thú vị. Tại vòng đấu này, đội bóng đang có nhiều tham vọng là Thép Xanh Nam Định đã vượt ải thành công trên sân Quy Nhơn với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đại diện Đất Võ. Trong video hôm nay, FPT Bóng Đá Việt sẽ cùng quý vị và các bạn nhìn lại một vài điểm nhấn nổi bật và phân tích thú vị về cuộc đọ sức vào tối ngày 13 tháng 3 vừa qua. Với việc một vài trụ cột gặp chấn thương, trong khi huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy cũng muốn tạo cơ hội cho các nhân tố dự bị, nên câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định bước vào cuộc tiếp đón Thép Xanh Nam Định với không ít sự thay đổi ở đội hình. Hồng Phước, Gia Việt hay Smith được bố trí ra sân ngay từ đầu. Bên kia chiến tuyến, Thép Xanh Nam Định tung đội hình mạnh nhất trong chuyến làm khách đến sân Quy Nhơn với đầy đủ ba ngoại binh Lucas, Henrio và Rafelson. Điều đó cho thấy quyết tâm giành vé đi tiếp và hướng đến chức vô địch ở đấu trường Cúp Quốc gia của thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Dù không có được đội hình mạnh nhất, nhưng Maryland Quy Nhơn Bình Định vẫn nhập cuộc đầy tự tin. Khả năng xử lý bóng tinh tế và tạo đột biến của ngoại binh Leo Water là yếu tố giúp cho đội chủ nhà sở hữu cơ hội ăn bàn đầu tiên. Tuy nhiên, mảnh lưới của đội khách vẫn được bảo toàn. Sau quãng thời gian đầu chưa nóng máy, Thép Xanh Nam Định dần chiếm lại quyền chủ động trên sân. Những cầu thủ đang có phong độ cao trên mặt trận tấn công của đội bóng Thành Nam như Văn Công, Văn Vĩ, Văn Toàn và đặc biệt là bộ đôi Henrio và Rafelson dần mang đến những đợt tấn công sắc sảo, khiến khung thành của đội chủ sân Quy Nhơn không ít lần bị đặt trong tình trạng nguy hiểm. Đáp trả cú dứt điểm hú vía của Leo Arthur, Henrio và Văn Công có hai pha áp sát khung thành đội chủ nhà ở các phút thứ 9 và 10 nhưng lại không thể xuyên phá thành công khung thành của thủ môn Tuấn Linh. Cục diện sau đó diễn ra khá cân bằng khi ở tuyến giữa, Văn Triền của Bình Định hoạt động khá hiệu quả. Sự quyết tâm của cầu thủ hai đội khiến trận đấu xảy ra khá nhiều tình huống va chạm quyết liệt, buộc trọng tài phải cắt còi để phán xử. Thế trận giằng co kéo dài đến phút 42 thì đột biến suýt diễn ra. Từ tình huống phối hợp sắc nét bên phần sân nhà, các cầu thủ Bình Định mở ra cơ hội rõ ràng, nhưng cú dứt điểm của Nguyễn Văn Đức lại tìm đến cột dọc khung thành Thép Xanh Nam Định, dù thủ môn Nguyên Mạnh đã gần như bất lực cản phá. Vận may không mỉm cười, đội chủ nhà còn phải nhận ngay đòn đau sau đó. Ở phút 43, trong một pha tấn công tưởng chừng không có gì nguy hiểm của đội khách, Ngọc Tín lại bất ngờ không ngăn cản để pha thoát xuống của Văn Vĩ. Tiếp đó cầu thủ này lập tức tung ra đường căng ngang cho Henrio. Trong tư thế thoải mái, ngoại binh người Brazil dễ dàng khống chế rồi dứt điểm cận thành, đưa Thép Xanh Nam Định vượt lên dẫn trước. Không hề lép vế về mặt thế trận nhưng lại bị dẫn bàn, huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy đã phải có những điều chỉnh ở quãng thời gian sau đó để tìm kiếm bàn gỡ. Một vài trụ cột được đưa vào sân để củng cố hàng thủ cũng như gia tăng sức mạnh tấn công. Thép Xanh Nam Định là đội kiểm soát bóng tốt hơn trong nửa sau trận đấu. Tuy nhiên các điểm nóng đa phần đều xảy ra ở khu vực giữa sân, khi mà hàng tiền vệ của hai đội đều thể hiện khá tốt. Thế trận giằng co và chặt chẽ khiến các cơ hội thật sự nguy hiểm không đến nhiều với cả hai đội. Một trong những cơ hội được xem là đáng chú ý nhất hiệp 2 thuộc về Maryland Quy Nhơn Bình Định ở phút 64. Ngoại binh Leo Arthur tung cú sút nhanh nhưng bóng lại liếm mép trên xà ngang Nam Định đi ra ngoài trong sự tiếc nuối của các cổ động viên đội chủ nhà. Trong quãng 5 phút bù giờ, đội bóng Đất Võ liên tục ép sân. Những Malon, Arthur hay Đức Trình đều có cho mình cơ hội để san bằng tỷ số cho đội chủ nhà nhưng không tận dụng thành công. Giành chiến thắng tối thiểu trên sân Quy Nhơn, Thép Xanh Nam Định điền tên vào vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023-2024. Trong khi đó, thất bại vừa qua là thực sự đáng tiếc với Maryland Quy Nhơn Bình Định. Bởi dù đá với đội hình không phải mạnh nhất, nhưng thầy trò huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy vẫn tạo ra được những khó khăn không hề nhỏ cho những vị khách Thành Nam vốn đang hừng hực khí thế. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy cho biết, lực lượng của Maryland Quy Nhơn Bình Định không đủ dày nên chúng tôi phải có sự tính toán kỹ lưỡng. Tôi cùng các cộng sự lựa chọn tập trung cho V-League. Đấu trường Cúp Quốc gia là nơi đội bóng có những thử nghiệm và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thi đấu. Chúng tôi định hướng phát triển bóng đá trẻ Bình Định để nâng cao bản sắc địa phương cho đội bóng trong thời gian tới. Thuyền trưởng của đội bóng Đất Võ cũng chia sẻ thêm rằng, Maryland Quy Nhơn Bình Định luôn hướng tới lối đá đẹp và cống hiến cho khán giả. Về trận đấu vừa qua, trong hiệp 1, những cầu thủ trẻ của Bình Định có vẻ bị khớp nên chưa thực sự hòa nhập. Thủ môn Tuấn Linh chưa tin tưởng các em trẻ nên thường có những tình huống phất dài lên trên. Tuy nhiên sang hiệp 2, Bình Định đã có những điều chỉnh giúp lối chơi trở nên mạch lạc hơn. Trong trận đấu này, hậu vệ Malon đã chơi rất tốt và hóa giải được mũi nhọn Rafelson. Nguyên nhân phần nào đó là do Malon đã chơi khá thân với Rafelson ngoài đời nên rất hiểu tiền đạo đang khoác áo Thép Xanh Nam Định. Trong khi đó, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt của Nam Định chia sẻ, thi đấu trên sân Quy Nhơn luôn là điều rất khó khăn, nhưng ở trận này, toàn đội đã rất nỗ lực và quyết tâm để giành chiến thắng. Tôi rất vui về điều đó. Tôi hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ, đặc biệt là trong hiệp 1. Maryland Quy Nhơn Bình Định chơi rất hay, phòng thủ rất kín, nhưng chúng tôi vẫn tìm được cách xuyên phá và có được bàn mở tỷ số. Nhà cầm quân 44 tuổi cũng dành những lời có cánh khi nói về trung vệ Lucas Sanvet. Huấn luyện viên Hồng Việt nhấn mạnh rằng tân binh người Brazil đã chơi rất tốt. Mọi đường bóng bổng của đối phương đều bị Lucas đánh chặn thành công. Rõ ràng, đây là sự bổ sung chất lượng với Thép Xanh Nam Định, khi trước đây đội bóng này luôn yếu về phòng ngự bóng bổng. Nhìn từ những gì đã diễn ra ở trận đấu trên sân Quy Nhơn vào tối 13 tháng 3, có thể thấy Thép Xanh Nam Định đang thực sự khát khao có được mọi danh hiệu trong nước ở mùa giải năm nay. Bất chấp lịch thi đấu dày, đội bóng Thành Nam vẫn ra sân với bộ khung chính đã thi đấu thăng hoa ở V-League thời gian vừa qua.
những Henrio, Rafelson vẫn hoạt động hết công suất để mang về chiến thắng cho đội nhà. Giờ đây thép xanh Nam Định chỉ còn cách chức vô địch cúp quốc gia mùa này 3 trận đấu nữa, mà gần nhất sẽ là cuộc đọ sức với BKM Bình Dương trên sân nhà ở tứ kết. Tuy nhiên, cũng từ việc Nam Định dùng đội hình chính nhưng phải vất vả mới thắng được Bình Định, không ít nỗi lo lại hiện hữu với thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Đầu tiên là khoảng cách giữa đội hình chính và đội hình dự bị của thép xanh Nam Định. Một số nhân tố dự bị vào sân ở hiệp 2 của họ không thể hiện đủ tốt, khiến lối chơi ít nhiều bị chật choạc và không duy trì được sự mượt mà như ở hiệp 1. Thêm vào đó, cũng chính vì khoảng cách giữa hai đội hình mà vấn đề thể lực của các trụ cột Nam Định sẽ là bài toán mà huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cần phải giải quyết. Nên nhớ rằng V-League giai đoạn tới dự kiến sẽ đá với mật độ rất dày. Nếu những cầu thủ chủ chốt của đội bóng Thành Nam không đảm bảo thể lực ở giai đoạn đó, viễn cảnh sẩy chân là hoàn toàn có thể xảy ra và khiến thép xanh Nam Định phải ôm hận vào cuối mùa. Trong khi đó, dù thua trận nhưng Maryland Quy Nhơn Bình Định vẫn để lại ít nhiều dấu ấn tích cực. Bên cạnh đẳng cấp của ngoại binh Leo Arthur đã được khẳng định, những cầu thủ trẻ như Đào Gia Việt, Đinh Thành Luân đã có trận đấu tròn vai khi được trao cơ hội. Những pha đi bóng tự tin của Gia Việt đã không ít lần khiến hàng thủ Nam Định gặp khó, trong khi Thành Luân đã cho thấy sự tiến bộ khi được đá cạnh đàn anh Cao Văn Triển ở khu trung tuyến. Với những gì đã thể hiện ở trận đấu vừa qua, Maryland Quy Nhơn Bình Định hứa hẹn sẽ là đối trọng không thể xem thường với bất cứ đội bóng nào ở chặng đường sắp tới của V-League mùa này. Dù họ có thể không nằm trong nhóm các đội đua vô địch, nhưng đại diện đất võ vẫn sẵn sàng để trở thành kẻ ngáng đường với bất cứ đội bóng nào top đầu. Nhất là khi các cầu thủ trẻ của họ đang tiến bộ không ngừng, còn nhiều trụ cột cũng sắp trở lại sau chấn thương. Theo tiết lộ của huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy, thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền đạo Alan đang hồi phục đầy tích cực và có thể sẽ trở lại ngay ở vòng đấu tiếp theo của V-League vào cuối tháng 3 này. Đó thực sự là tin tốt lành và đầy phấn khởi với người hâm mộ Maryland Quy Nhơn Bình Định để hướng đến giai đoạn lượt về của V-League mùa này. Đến đây thì video phân tích, đánh giá sau trận đấu tại vòng 1/8 cúp quốc gia 2023-2024 giữa Maryland Quy Nhơn Bình Định và thép xanh Nam Định xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để đón chờ những video hấp dẫn hơn nữa trên FPT Bóng Đá Việt nhé. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Có khoảng trống và có thể dứt điểm, sút không vào, bóng đập trúng cột dọc và không có thêm một tiếp ứng từ tuyến hai. Vẫn còn phần nào đó hơi chủ quan tới từ Melo. Đối mặt rồi, đưa bóng vào, quá đơn giản. 1-0 dành cho cao thủ thép xanh Nam Định. Không thể bỏ lỡ cơ hội này. Khi mà thủ thành của Maryland Quy Nhơn Bình Định, Huỳnh Tuấn Linh đã không thể kiểm soát tình hình được nữa. Đường chuyền dọn cỗ của Văn Vĩ. Không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Khi mà chúng ta thấy Malon có hơi chần chừ, đó cũng là lúc mà Văn Toàn đã ngã xuống sân. Văn Vĩ đã xuất hiện tăng tốc rất nhanh. Một chú linh thường kiến tạo cơ hội dành cho Henrio.